Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay thì em có test tải một bộ máy của Italia, dòng Italia máy thùng nha. Đó, máy thùng. Con này thì em đã test tải và bàn giao cho khách. Đó, trước khi bàn giao thì em đã test quay video clip cho anh em xem và tham khảo nha. Cái dòng máy này thì bên mình thì vẫn còn hàng. Đó, để phục vụ cho anh em bên dòng máy rửa xe cao áp này, xịt chuồng trại nè. Làm phân sân vườn, rửa sân vườn nhà cửa nha, rất là ngon luôn. Xịt xe tải, xe ben. Bên này thì em vẫn có máy thùng OK 508. Bên kia có máy thùng Ý nha. Còn bên này thì máy thùng ti sứ 28 ly và ti sứ thùng Rồi, giờ em sẽ đi vào chi tiết quay từ từ bộ máy này cho mọi người xem nha. Đó, bộ máy này là 7G13, G13 Made in Italia. Con này áp 100kg, lưu lượng nước 25 lít trên 1 phút nha. Rất là mạnh luôn. Có chế độ ngắt súng là ngắt máy luôn. Ngắt súng là ngắt máy, có lọc nước luôn nè. Lọc nước nguyên riêng nguyên bản của nó luôn. Đó, đầu kéo đầu Italia, hộp điện đây nè nha. Này có hộp điện. Đó, ngắt súng là ngắt máy luôn nha anh em. Hộp điện ngắt súng là ngắt máy. Đầu Italia. Motor của nó là 5HP 3,7kW nha. Điện 3 pha 308. Này cái nắp của nó đây. Đó, để đậy lại. Rồi thì giờ em sẽ đi vào chi tiết test tải, test máy cho mọi người xem nha. Này có hai chế độ, một chế độ là xài trực tiếp là chạy hoài luôn, một chế độ là ngắt súng nha. Ngắt súng là máy bật lên, máy bật trên đó là ngắt súng. Xịt nè, rất là đã luôn nha. Quá mạnh luôn, áp 100kg nha. Em xem đâu, quá dữ luôn. Bắn rất là xa luôn à. Quá mạnh luôn nha. Máy đang chạy rất là êm. Ngắt súng là sẽ ngắt máy luôn nha. Ngắt súng là sẽ ngắt máy luôn. Ngắt súng là sẽ ngắt máy. Rồi thì như bộ máy này em đã làm và test chạy OK hết là giá là 13 triệu. 13 triệu là bộ máy không nha, chưa bao gồm dây súng và chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào thiện chí thì cứ liên hệ cho em. Dòng này Italia này, dòng máy thùng nha. Máy thùng thì bên mình vẫn còn hàng. Còn máy thùng bên kia kìa, máy thùng bên kia thì cũng Italia luôn à. Máy thùng Ý nha. Và máy thùng Ý này nè. Trong này. Này máy thùng này là chưa có dọn, chưa có vệ sinh luôn nha anh em. Chưa có dọn, chưa có vệ sinh luôn. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em sẽ dọn và test tải OK hết nha. Mấy bộ thùng Ý. Trong này cũng còn được hai thùng mà. Hai thùng nha. Thùng Ý nha anh em. Cái này thì có mấy thùng Zman. Sẽ giới thiệu cho anh em một bộ thùng Zman của dòng máy xăng. Áp tầm 100kg, lưu lượng nước 21 lít nha. Cũng giống như cái con kia luôn á. Nhưng mà chạy máy xăng Zman. Zman. Con này thì kéo cái đầu rửa xe áp. Áp 100kg. Áp 100kg 21 lít. 5,6HP. Đầu anh em thấy không? Rất là đẹp luôn. Trời nắng quá nha. Tay hồi trên áp nè. Cái máy xăng rất là mới luôn. Cái máy xăng trong thùng là bao anh em bao ngon luôn nha. Máy xăng của nó là máy xăng Mitsu, là máy xăng Yamaha 340 nha. 11 ngựa. Kéo 11 ngựa. Con này là thông cống là hết bài luôn. Thông cống. Xịt chuồng chạy. Không có nơi không có điện á, xịt thông cống rất là ngon luôn nha. 340. Bên này thì có bộ thùng 508. Ngắt súng là máy xịt chạy. Quá dữ luôn. Bộ này bộ thùng 508. 508 này rất đẹp luôn nha anh em.
nguyên riêng nguyên bản luôn nè, rất là mới. Ok 508 thì xứ 25 ly nha, 25 ly nguyên riêng luôn nha. Đó, đồng hồ riêng luôn nè. Đó, lọc nước Arimitsu TR508VH28 có mã số là 156 nha, nguyên riêng nguyên bản luôn. À, con này cái motor Toshiba 3,7 kW. À, điện 3 pha 308 nha, 3 pha 308, 3 pha 308 rất là ngon luôn. À, nguyên riêng nguyên bản luôn, nguyên thùng luôn nha. Ở trong này thì có cái thùng 508 này chạy với Corolla nè, mà nó cái thùng ở ngoài này dính xi măng à, bên Nhật làm dính xi măng hơi xấu nha, nhưng bên trong à rất là đẹp luôn. Bên trong cái đầu à, TR508 đó, bên trong rất là đẹp luôn nha. Anh em thấy không, mặt đồng à rất là sáng luôn. Anh em nào muốn thì em sẽ, một là cái này dính xi măng thì lấy trà ra thì ra nha anh em, trà ra một cái trà máy ra, hay là muốn trà luôn, trà luôn sơn lại bên trong à, rất là đẹp. À, chủ bên ngoài dính xi măng thôi. Motor là 3,7 kW nha, điện 3 pha 200 và 3 pha 308. À, rất là đẹp luôn nha. Còn bên ngoài thì nó hơi dính xi măng. À, anh em nào cần thì em sẽ dọn bộ này lên và test video cho mọi người xem nha. À, trong này có bộ thùng 508 nữa nè, thùng 508 này rất là đẹp luôn, đầu mới căng luôn nha. 508 có mã số là 432 TR508VH28. Đầy đủ bộ luôn. Rất là đẹp luôn nha, nguyên riêng nguyên bản luôn, quá đã luôn. Có thùng chứa nước ở dưới luôn nha. Đó, nên không, con này nên thiếu đồng hồ, thiếu tay hồi, em sẽ gấp tay hồi đồng hồ đầy đủ hết, hoạt động ok hết nha, nguyên riêng nguyên bản nè. Dòng này thì mình bán rất là nhiều rồi. Đó, 508 này chuyên bán 508 này nha anh em, giá thì tầm khoảng 13-14 triệu thôi là có một bộ thùng như vậy. Đó, như vậy thì em làm ok hết là giá là 13 triệu nha, 13 triệu. Còn mấy bộ thùng này nè, 508 này nè. Đó, 508 này cái đầu cũng rất đẹp luôn. Đó, đầu rất đẹp luôn, cái khung thì cái thùng này chưa có vệ sinh. Đó, cái đầu này cũng rất đẹp luôn nha nè, không tróc xí sơn rồi luôn. Rồi bên này thì có may dây rửa xe cao áp hàng bãi Nhật. Dây này dây chạy cho 508 nè, đầu Italia, đầu kia nước nhiều vậy là chạy rất là ngon luôn, vậy rất là mềm luôn nha. Anh em nào mua tầm 10-15 m, 20 m thì em sẽ bấm ra một cuộn nó 20 m. Cuộn 20 m nha, dây lỗi 12 ly. Cái đầu chống xoay nè, đầu chống xoay riêng của nó luôn. Dây lỗi 12 ly, dây rất là mềm và dẻo nha, chịu áp tầm khoảng 100-150 bar. Xài rất là mềm và dẻo luôn, dây Nhật. Còn một máy dây rất đẹp luôn nha. Anh em nào cần thì em sẽ lựa ra dây test ok rồi giao cho anh em. Như máy trong này thì có máy thùng 508 em đã dọn sẵn rồi nha. Có bộ máy ý Zman nè, máy thùng 508 nè, máy thùng 508 em đã làm và test chạy ok rồi. Mấy con này thì làm chạy ok rồi nha anh em. Thì cái thùng nó hơi ngoài thì nó không được đẹp á, em đã dọn lại nè. Rất là đẹp luôn. Rồi máy rửa xe cao áp thì đây này trong cái bãi của mình thôi, còn ở ngoài cửa hàng nữa nha. Ngoài cửa hàng thì đầu nén rửa xe, motor và các phụ kiện thay thế đầy đủ hết rồi. Thì anh em nào cần cái dòng máy rửa xe motor bên kia mình vẫn có luôn nha. Bữa sau mình sẽ quay từng cụ thể cho anh em xem. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video clip của mình. Anh em xem xong nếu thấy hay cho một like, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ tôi thời gian vừa qua. Rồi hẹn gặp lại anh em các clip khác. Rồi xin chào và lại này, bye bye.